Chào các anh chị, mình là Lê. Mọi người đều biết là gia đình mình và mình làm nông dân và kinh doanh hạt điều. Điều này á là ở quê mình và nhà mình cũng có trồng điều luôn, nhưng mà rất là nhiều người chưa bao giờ biết cái quy trình làm điều như thế nào. Tại vì một số anh chị á liên hệ với Lê, nói với Lê rằng là họ mua hạt điều về nhưng mà cuối cùng không biết chế biến làm sao, có khi làm bị bỏng cả tay bởi nhựa điều ấy. Là mình làm một cái clip để hướng dẫn hoặc là cho mọi người xem là điều được làm như thế nào nhá. Thì Lê sẽ nói rõ trong cái clip này. Đây đó, hạt điều, đây là hạt điều thô là mới thu hoạch, sau đó sẽ hấp nó khử cái nhựa độc của điều đi, rồi sau đó sẽ được chẻ ra như thế này nè. Đây là một cái máy thủ công sẽ chẻ cắt hạt điều này ra để lấy cái nhân. Thì cái nhân, người ta nói hạt điều lụa là chính là cái nhân điều này đây, chứ không phải là cái hạt điều thô, vì hạt điều thô là nó có cái vỏ cứng. Sau đó các chị mới chẻ, dùng máy dập chẻ đôi cái hạt điều đó ra lấy được cái vỏ cứng. Thì các bạn thấy không, là ở đây á, có rất là nhiều nhựa màu đen, thì mình nhìn mình thấy rất là ghê, nhưng thực tế đây không phải là đất đâu nha. Tại đây á chính là nhựa hạt điều, trong quá trình mình chẻ nó sẽ chảy ra, nó bám vào các máy móc, nó làm đen các máy móc này đi. Thì một ngày làm rất là nhiều điều nên nó bám rất là nhiều. Rồi sau đó đó, sau khi chẻ ra thì bắt đầu tiến hành một cái bước rất là quan trọng, đó là bước phân loại. Hạt điều là cái loại hạt á, cái bị hạt, bị cái nhân bên trong á nó bị chết rất là nhiều, thì các chị này á sẽ phải lựa ra mà rửa rất là kỹ, rửa phải 2-3 lần thì mới lựa được hết mấy các sâu, các loại sâu nè, hạt lép nè, hạt phế ra ngoài. Nhưng mà tại vì hạt điều lụa nó có cái màu, nó hạt sâu nó có cái màu nó hệt giống hệt nhau, lựa rất là khó. Nhưng mà bởi vậy á nên họ phải lựa rất là kỹ và phải có kinh nghiệm rất là lâu năm thì mới lựa sát sao được. Thì theo quy định của Bộ Nông nghiệp á thì sẽ lựa ra khoảng tầm còn 2%, đó là đạt tiêu chuẩn. Thì bởi vậy phải là tái đi tái lại khoảng từ 3 tới 4 lần thì mới lựa được kỹ như vậy. Thì thường á, hạt điều á nó có cái vỏ lụa bao bên ngoài như thế này nè, thì đôi khi mình không biết là bên trong có hư hay không. Thì bởi vậy có những cái kinh nghiệm lâu năm thì mới lựa được những cái hạt này ra. Với lại khi mà lựa số lượng lớn á thì rất là dễ bị sót. Bởi vì để lựa được đạt tới tối thiểu 2% trở xuống á là một điều rất là khó khăn, và bên mình phải rất là cố gắng để mới lựa được kỹ như vậy. Sau khi lựa hạt điều xong rồi thì bắt đầu tiến hành rang. Thì bỏ muối vào rang, giống như bỏ lên bếp là rang chảo thôi. Thì cái này Lê chưa có kịp quay, thì nếu mà lần sau á mình sẽ up cái clip phụ đó vào cái clip tiếp theo để mọi người coi được cái quá trình rang bằng lửa, như bằng củi như thế nào. Còn một việc quan trọng nữa quên, nếu mà các bạn á muốn mua hạt điều chất lượng để ăn á thì nhớ liên hệ Lê nha. Số điện thoại của Lê là 0962 934 525, chi nhánh ở Hồ Chí Minh là 41-3 Đội Cung, phường 11, quận 11. Còn chi nhánh ở Hà Nội là 23 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội nha. Làm gì hành chính, lúc nào Lê cũng bắt máy cả, nên mọi người có gọi Lê nha.